Hãy thắp ánh sáng trong hồn tôi khi ưu tư đang chật đầy vì tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất thật xót xa. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, sao em ra đi không quay lại để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong môi mòn nhạc điều ân ái nay còn đâu. Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mang, cùng khói đã tôi chết sương ngàn khơi. Giọt đắng cay thấm tan vào không gian, hồn ta vỡ trắng tan đời ngang ngang. Dạ vâng, thưa quý vị, và hiện tại thì Hữu Duy đang có mặt tại một công viên trong thành phố Hà Nội để có thể thứ nhất là test thử chất âm của chiếc loa di động BK MST M108 ngày hôm nay trong một không gian thực tế thì chất âm nó sẽ như thế nào. Và quý vị cũng đã vừa được thưởng thức, Hữu Duy cũng vừa hát rồi đúng không ạ? Thứ nhất là chất âm của nó thì sau khi trải nghiệm xong thì Hữu Duy cảm thấy tiếng mic rất là bắt. Thì cái điều này Hữu Duy luôn luôn nói ở trong những video dùng để trải nghiệm dòng loa BST M108 này. Vâng, với không gian ngoài trời này thì quý vị có thể thấy được là cái thiết kế của nó rất là đẹp, bắt mắt và hài hòa cùng với không gian phải không ạ? Vâng, nó thích hợp, cực kỳ thích hợp cho những chuyến đi chơi, đi picnic cùng với người thân bạn bè. Và đặc biệt là thời lượng pin rất là lâu quý vị nhé. Hữu Duy hát ở đây cũng một thời gian khá là lâu rồi, nhưng mà hiện tại thì pin nó vẫn còn và vẫn còn rất là nhiều. Xin vâng thưa quý vị, và quý vị có thể thấy được không gian công viên ở đây rất là đẹp đúng không ạ? Người dân chúng ta ra đây thể dục rất là nhiều, và có thể nói là khi hát ở một không gian rộng lớn cũng như là thoáng như thế này thì Hữu Duy cảm thấy rất là thích và cũng như là cực kỳ thoải mái. Với chiếc loa của chúng ta thì thiết kế cũng như chất âm thì cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Nhưng khi ở trong phòng còn ra ngoài trời này thì chắc hẳn là quý vị cũng sẽ tự mình cảm nhận. Và hãy đeo tai nghe vào để cảm nhận quý vị nhé. Hữu Duy sẽ nói qua một chút về thông số của dòng loa ngày hôm nay BST M108. Thì quý vị cũng đã chắc hẳn là cũng đã biết rồi. Mức công suất của nó sẽ là 44W và độ nhạy là 110 dB quý vị nhé. 110 dB. Đó. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm thêm một bài hát nữa. Và có thể nói là khi hát ở ngoài trời này, Hữu Duy luôn có một cảm giác rất là thích thú. Quý vị có thể nhìn thấy không gian ở ngoài trời cực kỳ đẹp phải không ạ? Vâng, rất là đẹp, không gian công viên rất là xanh và rất là thích thú đúng không ạ? Chiếc loa ngày hôm nay của chúng ta rất là thích hợp cho những chuyến đi chơi, chuyến đi picnic cùng với người thân bạn bè. Hát karaoke thì còn gì tuyệt vời hơn nữa phải không ạ? Vâng, đi kèm theo đó là hai tai mic quý vị nhé. Hai tai mic không dây, cực kỳ chất lượng, mic không dây. Và ok, giờ Hữu Duy sẽ hát thêm một bài nữa để chúng ta có thể cảm nhận rõ nhất về chất âm thực tế hát ngoài trời sẽ như thế nào quý vị nhé. Anh đi tìm suốt cuộc đời thứ nhỏ bé nhưng sẽ là của anh. Anh biết mình chẳng là gì trong tim em mà sao. Em luôn tìm thứ xa vời, những áo anh chưa từng thuộc về em. Em vẫn tìm sâu biết là yêu thương trong anh sẽ vỡ tan. Ngược lối sống hay hai ta đang ngược trong lòng, ngược suy nghĩ đã rất khác trong tình yêu. Em là gió sao rất muốn bay về nơi bốn phương trời, có nghe tiếng anh quay về thôi. Một trong hai ta sẽ đóng vai người xa lạ, và anh biết chắc có lẽ sẽ là anh. Anh mệt mỏi với những nghĩ suy liệu em về lại, tại ta khác nhau hay tại ai. Anh đem trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ trong hồn
mong sao hoa không phải sắc hương. Những bông hoa kiêng mau phai tàn, dùng ta tới trên đôi tay em vắng xa. Anh nghe như trong tim dàn vỡ, nỗi đau lãng nhạt nhòa một trời sương khói. Em như chim bay quên đường về, âm thầm mình anh nơi đây với những vòng khuẩn. Cánh chim ở còn mịt mù tận trời mây, vui chi nơi xa xôi ấy. Em quên anh như quên cánh hoa, nhưng sau nay em quay trở về, ta còn gì đâu. Hoa xưa đã héo trong tim, mối duyên xưa giờ này chỉ là mộng thôi. Anh nay như chẳng đã uống thôi, em ơi duyên ta đầy lỡ. Dạ vâng quý vị, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm khi hát thực tế chiếc loa kéo di động ngày hôm nay BIK BST M108 ở không gian ngoài trời, và cụ thể ở đây là một không gian công viên thì sẽ như thế nào. Và chắc hẳn là cũng sẽ có những cái tiếng động ở bên ngoài lọt vào máy thu, nhưng mà đó mới là cái thực tế quý vị nhé. Thực tế là Huy Duy đang hát ở ngoài một không gian rất là rộng lớn, và có thể nói là tiếng của chiếc loa của chúng ta cực kỳ ổn, và tiếng mic thì chắc chắn rồi, rất là hát và hát rất là bay và cực kỳ hút mic. Dạ vâng, và cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Và có thể nói là với một không gian ngoài trời như thế này thì Huy Duy cực kỳ thích khi mang chiếc loa của chúng ta đi những chuyến du lịch hay là đi picnic cùng với người thân bạn bè gia đình mình. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu, và đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của Bảo Châu, nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!